Chào tất cả các em mà học sinh lớp 9 yêu quý của thầy. Như vậy thì trong clip trước thầy đã xuất bản cho các em ở bài 2 căn thức bậc 2 và cái hàng đẳng thức căn bậc 2 A mũ 2 thì bằng giá trị tối của A. Thì thầy đã cho các em công thức rồi, đúng không nào? Như vậy thì trong clip này thì chúng thầy sẽ hướng dẫn chúng ta sang cái tiết luyện tập ở trang 11. Như vậy để biết được chúng ta đang học ở tuần bao nhiêu và tới tiết mấy thì thầy sẽ cho các em xem cái phân phối chương trình nhé. Rồi, đây các em thấy không nào? Thầy đang cầm cái máy quay nên là nó hơi rung một xíu. Phần đại số thì học kỳ 1 có 36 tiết. Thì ở trong tuần 1 thì chúng ta học là toán thì một tuần 4 tiết, thì trong cái tuần 1 chúng ta sẽ học 3 tiết toán đại và 1 tiết toán hình thôi. Đó, các em thấy không nào? Như vậy thì trong cái tiết hôm nay là thầy đang hướng dẫn ta ở cái tiết này này, luyện tập này. Sau đó clip tiếp theo thầy sẽ quay tới cái bài số 3, liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Sau đó tới luyện tập và cứ thế là chúng ta sẽ cứ bám theo phân phối chương trình này. Tới tuần thứ 3 chúng ta chỉ học một tuần một tiết toán đại và ngược lại là 3 tiết toán hình. Đó. Các em thấy nào? Cái phân phối chương trình này. Thấy chưa? Các em hiểu không nào? Cứ thế nhá. Ok. Chúng ta bắt đầu đi vào bài thứ nhất nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 11 nhé. Tính. Câu A. Căn bậc 2 của 16 nhân căn bậc 2 của 25 cộng cho căn bậc 2 196 chia cho căn bậc 2 của 49 nha. Rồi. Thì để làm được điều này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta thầy nói này, luôn luôn trong một đề bài toán nó có rất là nhiều cách làm. Thầy sẽ chỉ cái cách áp dụng cái công thức ở bài số 2 là căn bậc 2 của căn bậc 2 của A mũ 2 thì bằng giá trị tuyệt đối của A nhé. Cách thứ hai rất đơn giản, đó chính là chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta sẽ bấm một tí, thầy sẽ làm hai cách cho chúng ta xem. Cách 1. Còn thầy làm câu A ở hai cách, còn những cái câu B, câu C, câu D thì thầy chỉ làm một cách thôi. Còn chúng ta muốn áp dụng cách nào thì chúng ta làm thì kệ nha. Cách 1 là chúng thầy sẽ đưa cái này về. Cái số 16 thì bao nhiêu mũ 2 thì bằng 16 nè. Mấy mũ 2 bằng 16? Đó chính là 4 mũ 2 đúng không nào? 4 mũ 2 bằng 16 nhân. Mấy mũ 2 bằng 25? Mấy mũ 2 nào? 5 mũ 2 đúng không nào? Cộng 196 thì bao nhiêu mũ 2 bằng 196 nè? 14 đúng không nào? Làm nhiều thì nó sẽ quen thôi các em ạ. Chia, đây là dấu chia. Máy mũ 2 là bằng 49, 7 mũ 2 đúng không? 77, 49. Rồi. Bằng tiếp. Mũ 2 với căn, đây, mũ 2 với căn thì đưa vào giá trị tuyệt đối. Cứ làm đúng theo công thức như vậy trước đi. Giá trị tuyệt đối của 4 nhân giá trị tuyệt đối của 5 cộng giá trị tuyệt đối của 7, à thêm nói 14 chia cho giá trị tuyệt đối của 7 nha, được chưa? Bằng tiếp. Các em coi từ số 4 là số âm hay số dương. Nếu số âm thì thêm lên cho trừ đằng trước, mà số dương thì bỏ ra, nó là số dương. 4 nhân 5 cộng 14 chia 7, tại vì tất cả các số này đều là số dương hết, chúng ta bỏ ra. Thì trong phép tính chúng ta thực hiện phép nhân chia trước cộng trừ sau. Nhớ thực hiện phép nhân trước chứ không phải lấy 5 cộng 14 để lại xài bét nha. Mà chúng ta phải lấy 4 nhân 5 là 20 cộng 14 chia cho 7 là bằng 2. Lấy 20 cộng 2 là bằng 20, 12. Kết quả câu A là bằng 22. Còn cách 2 nè. Cách 2 thì chúng ta sử dụng máy tính. Sử dụng máy tính. Chúng ta bấm luôn. Đây. Coi thì bấm nè. Ví dụ như đây, thấy chưa? Thấy nút căn không? Căn bậc 2 của 16 đi, chúng ta bấm dấu bằng thì bằng 4, thấy không? Tương tự như vậy, 4 này, bấm thì nó sẽ ra 5 cộng cho 14 chia cho 7 bằng 20 cộng 2 thì bằng 22. Cách này rất nhanh. Nhưng thầy muốn làm để chúng ta hiểu và áp dụng công thức của bài số 2 ở đây. Các em có hiểu ý thầy muốn nói cái gì đúng không nào? Đó. Vậy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu B nha. Rồi chúng ta đi sang câu B. 36
chia cho căn bậc 2 của 2 nhân 3 mũ 2 nhân 18 trừ căn 2 169 đó. Rồi, bằng tiếp. Cái số 36 này cứ để nguyên đó, không đụng chạm gì hết, nhưng ta phải ghi lại chứ không phải chúng ta biến đổi trong căn đây rồi cái số 36 để trên trời rơi xuống rồi chúng ta nhập vô chúng ta tính là nó xa biết đấy. Mà 36 chúng ta ghi lại này, chia. Cái số 3 mũ 2, 3 mũ 2 này cứ để đó đi. 2 nhân 18 thì bằng bao nhiêu, cũng là 36 ha. Trừ 169 thì bằng bao nhiêu mũ 2 nè, bao nhiêu mũ 2 bằng 169, đó chính 13 mũ 2 đó. Được chưa nào? Bằng tiếp, 36 chia, căn tiếp đi, 3 mũ 2 để đó, bao nhiêu mũ 2 bằng 36 là bằng 6 ha, 6 mũ 2, đúng không? Căn 2 của 13 mũ 2. Bằng tiếp, các em đã hiểu nào, 36 để đó đi, chia, ở đây cùng mũ 2 nên thầy sẽ lồng vô trở thành là 3 nhân 6 là 18 mũ 2, được nha em. Cái này là về công thức lũy thừa, các em muốn nhớ công thức này này. A mũ N nhân B mũ N thì bằng A nhân B tất cả mũ N. Năm học lớp 7 nha các em nha. Đấy. Tích của hai lũy thừa cùng cùng số mũ mà khác cơ số, chúng ta viết số mũ lại, lấy hai cơ số này nhân lại với nhau. Nhưng mà lấy 3 nhân 6 viết số mũ lại. Trừ căn 2 của 13 mũ 2. Ok. Rồi bây giờ đưa ra giá trị đó luôn. 36 chia giá trị đó của 18 trừ giá trị đó của 13. Mà trong khi đó 18, 13 đây là hai số dương nên thì bỏ ra luôn. 36 chia cho 18 trừ cho 13 ha. Rồi, bằng tiếp 36. Thầy nói, chúng ta thực hiện phép chia trước và trừ sau nhé. 36 chia cho 18 thì bằng 2 đúng không nào? Rồi, trừ cho 13. Và kết quả ở đây 2 trừ 13 là bằng âm 11. Các em có hiểu không nào? Nó rất là dễ hiểu như vậy nhé. Đó. Chúng ta đi sang câu C. Câu C nhé. Căn bậc 2, rồi căn bậc 2 của 81, 2 lần căn nha anh em. Bằng căn bậc 2. Căn bậc 2 81 này thì bao nhiêu mũ 2 bằng 81? Đó chính là 9 mũ 2 ha. Bằng căn bậc 2 mũ 2 với căn, mũ 2 căn mà 9 là số dương nên thầy không cần bỏ giá trị đó nữa mà thầy bỏ ra luôn nha. Được không nào? Bằng tiếp, căn bậc 2 9 thì bao nhiêu mũ 2 là 9, 3 mũ 2 đúng không? Mũ 2 việc ấy là bằng 3, tại vì 3 là số dương. Không cần làm ba cái bước kia cũng được. Chúng ta ngầm hiểu nhá. Được chưa nào? Chúng ta đi sang câu D nhá. Rồi, câu D. Căn bậc 2 của 3 mũ 2 cộng 4 mũ 2 bằng, ở đây thì giống như Pythagore các em, thấy không? Giống hình học á, chúng ta tính đây ra, tính đây ra cộng lại thôi. Rồi, 3 mũ 2 là 9 cộng 16 bằng căn 2 của 25. Mà căn bậc 2 của 25 bao nhiêu mũ 2 bằng 25, đó chính là 5 mũ 2. Mũ 2 căn ra 5. Kết quả câu D là bằng 5. Các em hiểu không nào? Rồi, ok, chúng ta đi sang bài 12 nhé. Rồi, bài 12 này. Chúng ta lưu ý cái dạng này nhé. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa. Cái đề bài ví dụ hoặc là tìm x để mỗi căn thức sau xác định. Xác định mà có nghĩa thì như nhau nhé. Thì thầy nhắc lại công thức này. Để cái căn bậc 2 của A này là có nghĩa. Khi nào? Khi cái A này không âm. Không âm nghĩa là A lớn bằng 0. Các em hiểu nào? Như vậy chúng ta đi sang câu A nhé. Như vậy để, các em cũng ghi như vậy, để căn bậc 2 của 2x cộng 7 có nghĩa khi, các em cứ coi cả cái này là A ha? 2x cộng 7 là, này là A thì các em cho 2x cộng 7 này lớn bằng 0. Và chúng ta giải giống như chương trình lớp 8, năm học lớp 8, bắt phương trình, đúng không nào? Như vậy thì thầy ghi lại ở đây, 2x cộng 7 lớn bằng 0, chúng ta tương đương ở đây. Thầy giữ ở đây, chuyển cái số 7 này qua đổi dấu, chuyển qua đây đổi dấu, lớn bằng âm 7, đây cộng thì chuyển qua trừ, thấy chưa nào? Tương đương tiếp, đây thầy nhân hai vế cho 1 phần 2 để triệt tiêu số 2 đây. Và 1 phần 2 là số dương nên cái dấu này là cùng chiều nên cái này vẫn là lớn hơn. Trừ 7 nhân 1 phần 2. Hiểu nào? Chúng ta tương đương tiếp, ở đây là x lớn bằng
âm 7 phần phần 2. Thế thôi. Như vậy chúng ta kết luận vậy. X lớn bằng âm 7 phần 2 thì căn bậc 2 của 2x cộng 7 có nghĩa vậy thôi. Đó. Chúng ta làm đầy đủ các bước như này thì lên trên bảng chúng ta mới lấy được 10 điểm của thầy cô được. Cho các em mà bỏ bước này hoặc là bước này thì chắc còn tầm khoảng 9 điểm rưỡi hoặc 9 điểm thôi. Các em lưu ý như vậy nha, chúng ta phải tận dụng từng tí một. Nhớ phải có mở đầu, thân bài, mở bài, thân bài và kết bài, giống như môn văn vậy các em, nhớ nha chưa? Chúng ta đi sang câu B nhé. Thì câu B các em cũng làm tương tự ha, các em ghi là để đây. Căn bậc 2 của âm 3x cộng 4 có nghĩa khi âm 3x cộng 4 lớn bằng 0. Rồi thì ghi lại ở đây 3x cộng 4 lớn bằng 0. Chúng ta tương đương cái chuyện với đổi dấu đây, chuyển cái cộng 4 này qua ha, trở thành là âm 4. Tương đương tiếp thầy nhân 2 vế cho bao nhiêu? Âm 1/3 đúng không nào? Đây âm thầy nhân. Kem thấy không? Thầy chưa ghi cái chỗ đây thấy chưa? Khi mà nhân 2 vế cho số âm thì dấu đây sẽ ngược chiều, đây là ngược chiều. Đây lớn bằng thì nó quay ngược lại là nhỏ hơn hoặc bằng, được chưa nào? Chúng ta tương đương ở đây là âm âm là dương. 1/3 nhân 1/3 là hết rồi. X nhỏ hơn bằng là âm âm là dương là 4/3. Được chưa? Chúng ta kết luận vậy. X nhỏ hơn bằng 4/3 thì căn bậc 2 của âm 3x cộng 4 có nghĩa. Các em hiểu không? Ok chưa? Rất dễ hiểu đúng không nào? Tương tự như vậy, chúng ta đi sang câu C. Rồi, chúng ta đi sang câu C. Câu C có cái điều đặc biệt một xíu, đó chính là có cái phân thức, cái biến ở mẫu à. Thế như nào? Như vậy các em cũng ghi thôi. Để căn bậc 2 của 1/1 cộng x có nghĩa khi... Cái này nó khác một xíu nha các em, tại vì ở mẫu thì nó không thể nào bằng 0 được nên nó sẽ lớn hơn 0 nha. Nó lớn hơn 0 thì thầy viết lại ở đây 1 trên nhân 1 trừ 1 cộng x lớn hơn 0. Chúng ta tương như vậy thì chúng ta sẽ xét này, cái này là số dương mà để cái dấu này á mà nó lớn hơn 0 thì chắc chắn cái mẫu này phải là số dương này. Và đặc biệt cái mẫu này phải khác số 0 nha các em. Nếu số bằng số 0 thì nó không có nghĩa. Như vậy số 1 đã là số dương, đúng không? Số 1 là số dương nên là cái âm 1 cộng x này buộc cũng phải là số dương. Các em hiểu nào? Số dương thì khi đó nó ra lớn không được, chứ cái này mà là ra số âm thì cái này buộc quay ngược chiều lại rồi. Ví dụ ở đây là buộc phải từ số 1 trở lên với số 1, số 2, số 3 rồi gọi là số dương đó. Lớn không? Ta giải cái này ra thôi. Nhưng mà chúng ta tương đương chuyển cái này qua lực bên đây, x lớn hơn 1. Các em hiểu nào? Đó, vậy thôi. Vậy x lớn hơn 1 thì căn bậc 2 của 1 trên nhân 1 cộng x có nghĩa. Được chưa nào? Thầy cũng đang bị cảm khá mệt, tuy công việc thầy rất nhiều khá là mệt nhưng thầy sẽ vì các em mà sắp xếp để mà luôn luôn đồng hành ra những cái bài cho nó kịp các em đã học. Chắc là các em đang học thêm hoặc là học hè đúng không? Chứ làm gì học chính được. Mới nghỉ hè thì đầu tháng 6 mà sao mà học chính được đúng không em? Rồi, chúng ta đi sang câu D. Rồi, chúng ta đi sang câu D nhé. Các em cũng ghi thôi. Để căn bậc 2 của 1 cộng x mũ 2 có nghĩa khi 1 cộng x mũ 2 này lớn bằng 0 các em ha. Thầy sẽ ghi lại ở đây. Rồi, cái trường hợp này á, nếu mà chúng ta chuyển cái 1 qua bên đây trở thành âm 1 thì nghĩa là x mũ 2 lớn bằng âm 1 thì khi đó nó không có nghĩa các em. Mà các em xét này thấy không, 1 thì luôn luôn lớn hơn 0 này, vì 1 thì lớn hơn 0 đúng không? X mũ 2 so với số 0 như nào? Cái này luôn luôn không âm. Như vậy chúng ta có vế cộng vế thì vế là 1 cộng đây 0 cộng 0 đúng không? Rồi chúng ta suy ra là 1 cộng thì x mũ 2 này nó luôn luôn lớn hơn 0. Tại vì sao? Bản thân cái anh này là lớn hơn hoặc bằng 0 rồi mà có số 1 nữa nó luôn luôn lớn hơn 0. Như vậy thì ở đây nó sẽ
có nghĩa với mỗi x. Chúng ta kết luận vậy với mỗi x nghĩa là cái x nào thay vô nó đều có nghĩa hết, thì căn bậc 2 của 1 cộng x mũ 2 luôn có nghĩa. Các em hiểu cái dạng này không nào? Nghĩa là thầy nói lại này, nghĩa là cái x này là số âm hay số dương, cứ cả số 0 thế vào đây thì nó luôn luôn ra được là số, từ số 0 trở lên nghĩa là không âm đấy. Tại vì ở đây là có thêm số 1 nữa nên ở đây lớn hơn 0. Nên vậy với mỗi x nhá. Đó. Câu D làm như vậy nhá. Chúng ta đi sang bài 13 nhá. Đây cũng là một dạng cũng khá là hay và hơi khó hiểu một xíu, nhưng mà thầy dạy thì thầy nghĩ các em sẽ hiểu ngay thôi. Rút gọn các biểu thức sau. Câu A, chúng ta để ý nhé. Và đặc biệt khi xem clip thầy đừng có tua. Các em mà tua là các em không hiểu á. Tại vì muốn giải toán lớp 9 thì các em phải nắm chắc ở lớp 6, lớp 7, lớp 8. Mà trong quá trình giải thì thầy hay nhắc lại nó liên quan tới kiến thức ở phần nào và bài nào ha. A này, chúng ta cũng làm như vậy thôi ha. Bằng 2 để đó đây. Mũ 2 các em thấy nào? Mũ 2 với căn, mũ 2 với căn thì cho cái này là vào giá trị đối. Cái này người ta cho để là điều kiện để lấy A này này, nghĩa là ở đây người ta cho cái điều kiện người ta là A nhỏ hơn 0 để bỏ cái giá trị tuyệt đối này này. Mục đích người ta cho là như vậy đó. Bằng này, chúng ta xem này, 2 nhân. Ở đây người ta cho là A nhỏ hơn 0, chứng tỏ A đây là âm. Thầy xin lỗi em nhé, do thầy cảm nó khá mệt. Thầy nói là này, cái A này nhỏ hơn 0, cái A này nhỏ hơn 0 chứng tỏ là khi bỏ giá trị tuyệt đối này ra thì A này âm hay dương, chắc chắn là ra là âm đúng không? Còn nếu ngược lại, nếu mà cái điều kiện này này, nếu người ta cho quay ngược trở lại là A lớn bằng 0 thì cái này bỏ ra không có dấu trừ này, nhớ thấy chưa? Trừ 5A. Thầy dạy như vậy là giống như đi dạy thêm làm gia sư luôn á. 2 nhân cho A âm A đây chính là âm 2A trừ 5A thì kết quả ở đây sẽ bằng là âm 7 phải A. Được chưa nào? Cái này thì ai làm cũng được rồi. Năm học lớp 7 thì cái việc tính đơn thức đồng dạng đây chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Rồi ok. Chúng ta đi sang câu B. Rồi chúng ta đi sang câu B nhá. Căn bậc 2 của 25A mũ 2 cộng 3A với đó. Điều kiện tùy đối với làm cái dạng này chúng ta phải bám vào cái điều kiện để chúng ta làm. Các em hiểu không nào? Chúng ta bằng căn bậc 2. Cái 25 này thầy sẽ đưa về trở thành 5 mũ 2 nhân cho A mũ 2 cộng 3A. Cái điều kiện này từ từ để đó. À đây. Cái chỗ đây nha. Cái chỗ câu A này này. À, ngay chỗ đây chúng ta nếu mà kỹ hơn nữa, ngay chỗ đây các em ghi vì A nhỏ hơn 0 nhé. Mở ngoặc giùm thầy chỗ đây nhé. Vì A nhỏ hơn 0 nhé. Rồi đây. Thầy để đã ghi bài lên luôn này. Đó. Tức là thầy cô sẽ hỏi à tại sao mà ngay chỗ đây ra âm A thì chỗ đây chúng ta mở ngoặc ra có chỗ đây cho gọi là cho kỹ luôn ạ. Rồi. Tiếp tục. Câu B, nhìn xuống câu B đây nào. Bằng cái 5 mũ 2 với A mũ 2 này thầy sẽ lồng vào trở thành là 1 mũ 2. Thì giống như cái bài hồi nãy thầy đã nói rồi, đúng không nào? Cộng 3A. Bằng tiếp đi, bên đây đi, đỡ tôn giấy ha. Mũ 2 với căn cứ bỏ vào trong giá trị tuyệt đối. Bằng tiếp. Ở đây điều kiện chúng ta là cho A lớn bằng 0, chứng tỏ A này bỏ ra, tại vì số 5 bản thân là số dương rồi, mà cái A này là cái ẩn để mà chúng ta đi xét, nên chúng ta phải căn cứ ở đây. Mà A lớn bằng 0 chứng tỏ đây là bỏ ra là không thêm dấu trừ các em ha. Cộng A chỗ đây vì này, vì A lớn bằng 0. Đó. Được chưa nào? Bằng tiếp, bằng 8A, kết quả đó. Các em có hiểu không nào? Rất dễ hiểu, thầy không có bỏ cái bước nào hết. Thầy làm rất là chi tiết. Còn ví dụ các em mà có nhìn vào sách giải hay là chúng ta đi học thêm mà thầy cô làm mà ví dụ bỏ các cái bước này từ đây ra chỗ đây luôn nghe, chúng ta không bao giờ các em hiểu đâu ha. Rồi chúng ta đi sang câu C. Câu C các em nè, để thầy ghi cái đề lại nè. Câu 2 của 9A mũ 4
Còn 3A mũ 2 bằng này. Thầy sẽ giải thích tại sao ở đây người ta sẽ không cho điều kiện này. Ở đây và ở đây người ta cho điều kiện, nhưng ở đây không cho điều kiện, đúng không? Tí nữa thầy sẽ nói cho nghe. Cái mũ 2, cái 9 này thầy sẽ viết trở thành 3 mũ 2. Cái A mũ 4 này thầy sẽ viết trở thành là A mũ 2, tất cả mũ 2 cộng 3A mũ 2 bằng tiếp. Cái 3 mũ 2, cái mũ 2 mũ 2 các em thấy nào? Thầy sẽ để lòng ra. Như vậy thầy sẽ lấy 3 nhân A mũ 2 này, tất cả mũ 2. Đây là căn. Đúng không nào? Bằng tiếp. Mũ 2 căn này cho về giá trị tuyệt đối. Rồi, thầy sẽ trở lại vấn đề hồi nãy là tại sao chỗ đây nó không có điều kiện mà chỗ đây với chỗ đây với chỗ đây có điều kiện, đúng không? Tại vì cái số 3 của chúng ta này là dương rồi. Mà ở đây trong cái giá trị tuyệt đối của chúng ta là ở đây là A mũ 2. A mũ 2 này là một cái số, một cái biến này là khi chúng ta thế số gọi là không âm. Nhưng mà không cần điều kiện mà thầy có quyền bỏ cái này ra mà không có thêm dấu trừ. Tại vì bản thân cái này là dương. Tại vì A mũ 2 này là luôn luôn lớn bằng 0. Các em hiểu chưa? Như vậy bằng 3A mũ 2 cộng 3A mũ 2. Có thể ở đây các em ghi thầy là A mũ, vì A mũ 2 lớn bằng 0. Đó. Ở đây cộng lại bằng 6A mũ 2. Rất rõ ràng và rất dễ hiểu ha. Được chưa? Ok. Chúng ta đi sang câu D. Câu D các em nha. 5 4A mũ 6 trừ 3A mũ 3 với điều kiện A nhỏ hơn 0, A âm, bằng 5 này ra đi. 4 thầy đưa về trở thành 2 mũ 2 này. Số 4 này, 2 mũ 2 này nhân này, A mũ 6 thầy sẽ đưa về trở thành là 6 thì bằng 3 nhân 2. Thầy viết mũ 3 ở trong và mũ 2 bên ngoài. Lũy thừa của lũy thừa ha. Bằng tiếp 5. Bây giờ thầy sẽ lòng vô. Thầy sẽ lòng 2 với A mũ 3 này vào tất cả mũ 2 trừ 3A mũ 3. Cứ làm, nhớ các bước làm như vậy các em. Bằng 5 nhân mũ 2 với căn đây cho vào giá trị tuyệt đối. 2A mũ 3 trừ 3A mũ 3. Giờ chúng ta xét, xét để bỏ giá trị tuyệt đối này. Cái A này là nhỏ hơn 0. A này nhỏ hơn 0 mà đây là A mũ 3, nên A này là sẽ âm. Thầy lấy ví dụ này, cho chúng ta xem này. Ví dụ thầy lấy âm 1 mũ 3 đi, thì cái này bằng âm 1 này. Âm 2 mũ 3 thì bằng âm 8 này. Nên là cái A mũ 3 này mà âm ấy, thì nó sẽ ra âm ha. 5 nhân nha, 2 A mũ 3 thêm vô trừ trước, đóng vào ngoặc, trừ 3 A mũ 3. Được chưa? 5 nhân âm 2 là âm 10 mũ A mũ 3 trừ cho 3 A mũ 3. Thì kết quả đây là âm 10 13 A mũ 3. Chỗ đây cái em vì thành là vì A nhỏ hơn 0. Hay quên chỗ đây lắm này. Các em có hiểu không nào? Ok, chúng ta đi sang bài 14 nha. Thầy giảng đối với lớp 9 các em học quen thầy rồi, 1 năm lớp 8 rồi nên thầy giải rất là nhanh và thầy nói cũng khá là nhanh. Được chưa? Bài 14 nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 14. Phân tích thành nhân tử. Nhân tử nghĩa là chúng ta đưa các cái phép tính cộng trừ trở thành là phép nhân này, giống như cái dạng của năm học lớp 8 của hàng đẳng thức, các em nhớ nè. Thì ở đây chúng ta cần phải sử dụng giùm thầy cái công thức này. Đây, nếu một cái số A bất kỳ nào á, chúng ta có quyền viết A mũ 2 và thêm căn ở đây. Hoặc chúng ta có thể viết căn bậc 2 của A và như thế này. Nó ba cái này là như nhau. Các em hiểu nào? Nhưng mà điều kiện chúng ta ở đây là A nó phải lớn bằng 0 nhá. Nghĩa là A nó phải là số không âm. Được chưa? Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta ở câu A cho chúng ta xem này. Áp dụng công thức này luôn nè. A này. X mũ 2 trừ 3 ha. Thầy sẽ bằng X mũ 2. Cái số 3 này bản, cái dấu trừ này kể nó, cái số 3 này bản thân là số không âm, nên thầy có quyền quyết trở thành là căn mũ 2 của 3. Ai thầy nói mũ 2. Đó. Như vậy theo em đây chính là hàng thức số mấy? Hàng thức số 3 đúng không nào? A mũ 2 trừ B mũ 2. Nhớ không? Thì nó sẽ bằng là gì? A trừ B nghĩa là X trừ căn 2 của 3 và nhân cho X cộng căn 2 của 3. Xong. Đó, trở thành nhân tử là phép nhân rồi thấy chưa?
Còn đây là phép trừ này, trở thành phép nhân thế chứ nào. Đó, đây là kết quả cuối cùng rồi này. Các em hiểu không nào? Chúng ta đi sang câu B tương tự như vậy nhé. Câu B tương tự như câu A thôi. Câu B làm luôn. X mũ 2 trừ cho 6 thì bằng x mũ 2 trừ cho gì? Căn bậc 2 của 6 mũ 2. Và đây cũng là hạng thức số 3, trở thành là x trừ căn 2 của 6 nhân cho x cộng căn 2 của 6. Được không nào? Dễ hiểu không? Rất rất chi là dễ hiểu đúng không nào? Tiếp tục nhé. Rồi chúng ta đi sang câu C. X mũ 2 cộng 2 căn 3 x cộng này, nhìn này, số 3 thấy không nào? Số 3 này thầy sẽ không viết số 3 nữa, mà nghĩa thầy đang làm luôn á, thầy không viết là D đấy. Thầy sẽ viết trở thành là căn 2 của 3 tất cả mũ 2. Thì cái này chính là chiều nghịch. Cái này dạng chiều nghịch của hàng đẳng thức số 1. Bạn nào không rõ về hàng thức vào danh sách phát của thầy, ở trong cái phần mô tả video của thầy luôn luôn thầy có để cái danh sách phát của các cái lớp trong đó. Bạn nào không biết thì vào đó, và có cả Facebook của thầy trong đó nữa nha, không cần phải hỏi Facebook của thầy nữa. Như vậy thì nó sẽ là chiều nghịch của hàng thức thứ nhất. Trong lớp 8 thầy có làm chuyên một cái clip từ số 1 đến số 7. Bạn nào không biết thì vào chiều nghịch và chiều thuận thì vào đó xem nhá. Thì chúng ta có thể viết trở thành là A cộng cho căn 2 của 3 mũ 2. Tại vì nó liên quan kiến thức lớp 8 nên thầy không có thời gian để mà giải thích nữa. Mà bạn nào yếu thì chúng ta sẽ vào đó xem. Được chưa nào? Câu D. X mũ 2 trừ 2 căn 2 của 5 x cộng. Thấy số 5 không? Thấy số 5 nào? Thầy cũng không biết số 5 nữa. Nghĩa đây thầy làm luôn nè. Thầy cũng tương tự như vậy, căn 2 của mũ 2 bằng, đây chính là hạng thức số mấy? Số 2 nhá, chiều nghịch của số 2. Chúng ta đưa về trở thành x trừ căn 2 của 5 tất cả mũ 2. Xong. Rõ không nào? Rất là đơn giản nhá. Chúng ta đi sang bài tiếp theo. Rồi chúng ta đi sang bài 15, giải các phương trình sau. 15 ha. Thầy dạy ra nhanh không nhỉ? Câu A, bạn nào mà không xem thì đừng nói lời cay đắng nhé. Chuyển sang các kênh khác để mà xem. Để thôi. Còn cảm thấy thầy Quang giảng dễ hiểu, thực tình, chia sẻ gọi là 10 trên 10 năm kinh nghiệm, thì chúng ta cứ tin tưởng và theo dõi kênh của thầy. Vậy thôi. Thầy cũng dẫn xíu này, để mà giải các phương trình. Giải các phương trình nghĩa là đi tìm x, x bằng bao nhiêu rồi các em ha? Như vậy thì đối với dạng này, để như này các em giải không được đâu, mà chúng ta phải chuyển nó về phương trình tích này. Này, công thức này các em, nó chúng ta phải đưa nó về cái dạng là A nhân B bằng 0 á. Thì khi đó suy ra A này bằng 0 hoặc là B bằng 0 thì chúng ta mới giải ra được nha. Như vậy thì cái này chúng ta áp dụng giống như cái bài 14 vừa thầy vừa mới chỉ xong, hướng dẫn xong, là chúng ta phải phân tích nó trở thành nhân tử rồi đã. Tương đương x mũ 2, thầy sẽ viết số 5 này trở thành là căn 2 của 5 tất cả mũ 2 bằng 0. Và đây chính là hàng đẳng thức số 3. Thì thầy có quyền đưa về là gì? X trừ căn 2 của 5 nhân cho x cộng căn 2 của 5 bằng 0. Đây, nó đã trở thành về cái công thức thầy vừa mới cho ở đây. Đây, A nhân B bằng 0 này, thì khi đó A bằng 0 và B bằng 0 ha, các em ha. Rồi, thầy sẽ đẩy cái này lên, thầy kê để như này cho em dễ thấy đấy. Cứ thầy viết đề rồi thầy để như này cho em dễ thấy ha. Rồi, chúng ta suy ra. Cảm méo gì? Hơi méo à. Suy ra x trừ căn 2 của 5 bằng 0 và x cộng căn 2 của 5 bằng 0. Được chưa nào? Chúng ta tương đương ở đây. Như vậy x ở đây sẽ bằng căn 2 của 5. Chúng ta trừ chuyển qua đây đổi dấu ha. X đây cộng thì chuyển thành trừ căn 2 của 5. Thế thôi. Nghĩa là ở đây nó có hai nghiệm x. Chúng ta đi sang câu B nhé. Hiểu không? Còn câu B thầy sẽ ghi D rồi thầy sẽ đưa lên nhé. X mũ 2 trừ 2 căn 2 11 x cộng 11 bằng 0. Ok. Rồi, thấy không nào? Rồi chúng ta sẽ tương đương. Cái này cũng giống như hồi nãy bài 14 thôi, nó chính là hạng thức số 2. Chúng ta sẽ đưa 11 này trở thành căn 2 11 mũ 2 bằng 0. Và chúng ta đưa về hạng thức số 2 nhé. Nó dạng A trừ B tất cả mũ 2 đấy. A trừ căn 2 của 11 mũ 2 bằng 0.
Thì theo các em bao nhiêu mũ 2 thì bằng 0? Nghĩa là ở đây, thầy chỉnh xíu nữa. 0 mũ 2 thì sẽ bằng 0 đúng không? Chứng tỏ các em sẽ cho cả cái này bằng 0 này. Tại vì 0 mũ 2 thì bằng 0. Như vậy chúng ta suy ra x trừ căn 2 của 11 này sẽ bằng 0. Tại vì khi 0 mũ 2 thì sẽ bằng 0. Hiểu chưa? Như vậy chúng ta suy ra x sẽ bằng căn bậc 2 của 10, 11. Vậy thôi. Hiểu không nào? Chị không quế đổi dấu. Rồi, tiếp tục nhé. Rồi, chúng ta đi làm bài 16 nhé. Cái số này không phải số của thầy đâu nha. Số của học trò của thầy gọi là kết bạn là cũng mệt mỏi lắm. Đố này, hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh con muỗi nặng bằng con voi. Đây, con muỗi mà nặng bằng con voi, chấm hỏi, hỏi tại sao này. Cân ở vị trí cân bằng ha, con muỗi với con voi. Trời ơi, con muỗi cân chút xíu mà con voi chà bá lửa mà lại bằng nhau. Coi thử người ta làm sai chỗ nào nhé. Giả sử con muỗi nặng m gam, còn con voi nặng v gam. Ta có m mũ 2 cộng v mũ 2 cũng bằng là v mũ 2 cộng m mũ 2. Chúng ta cộng hai vế cho âm 2mv. Nghe để ra hằng thức đó. Thấy không nào? Thấy chưa? M trừ v mũ 2. Rồi. Lấy căn bậc 2 mỗi vế. Rồi. Từ đây xuống đây là chưa thấy gì sai đúng không? Chỗ đây nè các em này. Sai chỗ đây nè. Đố các em sai chỗ nào ở bước đây. Bạn nào phát hiện được giơ tay lên thầy mời lên cho 10 điểm này. Thấy không nào? Thấy chỗ sai không? Người ta không áp dụng cái hằng đẳng thức mà người ta sai cơ bản chỗ đây nè. Đó là căn bậc 2 của m trừ v mũ 2 bằng căn bậc 2 của v trừ m tất cả mũ 2. Người ta không lấy giá trị tuyệt đối. Mà người ta lại bỏ ra luôn. Nên là sai chỗ đó. Các em hiểu không? Sai chỗ đây nè. Đây. Bước đây. Nghĩa là người ta bỏ qua bước đây. Nên người ta xuống như này là sai bét rồi. Tại vì người ta chúng ta còn phải xét nó âm và dương nữa chứ. Để bỏ ra thì có thêm dấu trừ hay không thêm dấu trừ nữa. Các em hiểu nè. Đó. Nhớ sai chỗ đây nha. Nghĩa là sai không thêm giá trị đó nè. Như vậy thì tới đây thầy cũng khá là mệt. Thầy cũng xin chúc cho các em cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ nhé. Clip sau thầy sẽ ra cho các em bài số 3. Ok chưa nào? Xin chào tạm biệt các em.